Quay lại giờ vậy cho anh xem chẳng biết tình nói cái tí giờ xe thế nào. Đây mà xuống sắp về đi. Sẽ nhận bài xã hội thư lắm. Nếu bố mất tỏ nè à. Bố mất tỏ mất sức quá ta. Chị bố tỏ đi. Tỏ ai tư đẹp bố lưu tên tỏ nè. Nè, sức quá tên nhá tên nó nè. Cháu chả sức quá lo nhá tên nó hả? Có đây à? Đây là nhà khó chưa? Đó, lo lo. Ê, lúc đó đã chở nó cái liền à? Để bà ta em tỏ. Để lấy những cửa khung được. Để bố lát tỏ. Để nhắc lại chuyện tôi cũng cho khổng lên đó. Chuyện đấy có gió hả? Bỏ, bỏ ấy lại đi. Để lát tỏ xây, bỏ. Thế này to đi, pha sức quá đã thử thế nào ha. Có bảo sức quá à? Ô mà, cứ xả chút bó ấy. Ôi, lúc sức quá đã thử lỡ lỡ tiểu. Tiểu lỡ lỡ là trên trên nó cổng. Lúc tiểu cổng, lúc tiểu tư đã tư đã đã, tư giờ rong chấp bài. Nó tỉ lửa nó chơi cháu con ông nè. Ừ. Chơi lúc của tao ôn lúc. Mà cháu tỉ hắn đông tỉ là hắn đông đô. Chơi thổ nha nè tụi lê nè chỉ tê tỉ nè. Tỉ ế. Mà chơi cháu yếu mù sơ gà. Sơ tỉ ế kìa. Mà có chuyện sơ gà cháu. Là, cụ bò nhắc kê gò lại đây nè. Mà chơi chú môn đâu nè. Mà chơi cháu em về bò dậy đây nè kìa. Để ý lưu sức quá lỏ nó. Dạ. Ok. 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 Nó. Ui, xe lâu quá. Cho hậu chua lại cái. Để có chuyện mò mò nữa. Để chú lại được. Ồ, chú tao tệ chứ. Ừ.
Thì có chị sẽ nó ra hồ chua nó các ca. Thì nó tới hồ chua. Đón đó có chị sợ rồi sợ nữ chị ở ai cho bỏ. Tôi nói chứ nói mà tại từ trên tôi nói chứ không nào chỉ là đây đó ở đây cho bà hô chỗ nó hả chứ nó đi tại chợ đó nó chìm bê bê tư bi tông ta lì nó nếu ta cho chậm bê cho sẽ để tao sẽ lo lui chơi lui nhung lo lui sẽ ở xứ ở mua đi ta thì chị cho cái phát tao phải nói là thử xưa để phụ huynh sẽ đợi mà cười chị chị đưa táo trở lại sức quân này. Bác sĩ có chúng có sắp tới đấy. Sự có chỉ tới lúc mẹ dùng cho xe rộng đó nè. Nhìn đó nè.
Để đưa cho mẹ ra cho nó hết cái ạ. Đưa cho mẹ cho nó hết cái ạ. Ê, tôi đây là chị đó. Bây giờ bà giờ bây giờ chúng mà chín nào. Chắc chắn là mà thức ăn đồ thịt tiền. Đâu được ta rồi. Okay, cool. Muốn nó hơn nữa trả lại chị to. Chúng nó sẽ cho mấy ấy. Cái này passi qua đã thử dùng gọi nó này. Các cô cũng phải là để phát xuất quân mà chúng ta chắc chắn thì có lo đây chia
做声，土地沙田，做鸟不啄，吃农。